Xin chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Pakuraban, đó là Pakuraban Invictus. Chai nước hoa được ra mắt vào năm 2013, mùi hương đầu của nó là quả bưởi, hương nước biển, quả quýt hồng, hương giữa là lá nguyệt quế, hoa nhài, và hương cuối là gỗ Guayac rêu sồi, cây quắc hương và long diên hương. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem cận cảnh em nó là như thế nào nhé. Trong tiếng Latin thì Invictus nó có nghĩa là victory, chiến thắng. Do đó là các anh em có thể thấy ngoại hình của chai nước hoa này là giống như một chiếc cúp. Nó cũng giống như kiểu cái cúp C1 Champions League đó. Đó, các anh em có thể thấy. Thì chai này nó có hai phiên bản là 50 và 100ml. Cái thứ hai nữa là chai này thì bình thường những cái chai nước hoa khác là mình phải mở nắp ra và để bấm vào đây để xịt. Thế nhưng mà cái chai này thì nó không có nắp, mà xịt là xịt trực tiếp luôn. Do đó là đây là một cái điểm mà mình không thích lắm ở chai nước hoa này, bởi vì cái cảm giác khi mà mình cầm xịt ấy thì nó cảm giác nó hơi cấn vào tay. Nên mình xịt mình cảm giác mình không quen tay ấy, thì mình cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Đó. Còn về cơ bản thì đây là ngoại hình của em nó. Ok, để nói về mùi hương của chai nước hoa này, mở đầu cái mùi hương của chai nước hoa này nó là một cái sự kết hợp khá là ấn tượng. Đó, nó là kết hợp giữa hương nước biển, quả bưởi và quả quýt hồng. Do đó đây là một cái mùi hương ngọt ngào và phải nói thực sự là khá là gây ấn tượng. Cái hương nước biển này rất là được chuộng trong những cái sản phẩm mà mình thấy đây phần lớn những cái chai nước hoa mùa hè của nhà Bulgari. Rất nhiều chai dùng, ví dụ như Bulgari Aqua, Bulgari Aqua Marine gì đó, vân vân. Và ở trong cái chai nước hoa Pakuraban này thì cái hương nước biển, mùi hương nước biển của nó sẽ xuyên suốt. Nó sẽ xuyên suốt từ nốt hương đầu đến nốt hương cuối, và nó sẽ kết hợp nhuần nhuyễn với các nốt hương khác, ví dụ như là quế này, long diên hương, quả quýt hồng. Đó. Cái nốt mở đầu của chai nước hoa này như mình đã nói, nó ngọt ngào và khá là nồng. Do đó khi mà các bạn xịt thử, nếu như mà các bạn xịt vào một ngày mát rời, thời tiết dễ chịu, thì thực sự mà nói các bạn sẽ rất là nhanh chóng đưa ra quyết định là mua chai nước hoa này. Nhưng nếu như các bạn xịt vào những cái hôm mùa hè với cái thời tiết tiêu biểu đặc trưng mùa hè ở Việt Nam mình, chắc chắn chai nước hoa này các bạn sẽ gạt nó ra khỏi lít ngay lập tức. Bởi vì thực tế đây là mùi hương dùng cho nước hoa mùa hè. Thế nhưng xịt ở mình thì có lẽ là mình lại phải đợi đến tầm cuối hè bắt đầu sang thu, thì lúc đấy các bạn mới thấy cái hay của mùi hương này. Còn những cái tháng mà đỉnh điểm nắng nóng mùa hè thì mình khuyên cao các bạn, nếu như có ý định mua chai nước hoa này thì không nên đi xịt thử mùi vào những cái tầm nắng nóng cao điểm, bởi vì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu đối với mùi hương của chai nước hoa này ngay ở cái nốt mở đầu của nó, bởi vì như mình đã nói, ngọt và nồng nàn. Ok. Để nói lại mùi hương của chai nước hoa này thì sau khoảng 15-20 phút gì đó, bắt đầu mình gặp lại một cái mùi hương rất là quen thuộc, rất quen thuộc. Đó là long diên hương. Long diên hương nó kết hợp với hương nước biển, nó càng và những cái nốt hương khác như mình đã nói, ví dụ như quả quýt hồng chẳng hạn, thì tổng quan lại nó tạo ra một cái mùi hương có thể nói là ngọt, ngọt và ngọt, nồng nàn và khá là sexy. Đó. Cái ấn tượng của mình về cái mùi hương này nó giống như cái cảm giác khi mà bình thường có những lần, ví dụ như mình đi ngoài phố đi, mình đi ngoài phố mình gặp một cái cô gái nhìn rất là xinh đẹp, và cô ấy có một cái bộ trang phục nhìn nó rất là hợp về phong cách của cô ấy. Khi mà cô đi qua mình thì cái mùi hương từ những cái mỹ phẩm cô ấy dùng để lại, và mình ngửi thấy mình cảm giác nó thật rất là quyến rũ, nó rất là sexy. Thì cái cảm giác mùi hương của chai nước hoa này khi mình ngửi cũng như thế. Có nghĩa là gì? Mùi hương chai nước hoa này nếu như mà để xịt trực tiếp vào tay này, để xịt trực tiếp, để ngửi thẳng vào mũi của mình ấy, thì có lẽ là nó cảm giác nó không được thoải mái cho lắm, nó không được cảm thấy dễ chịu cho lắm, bởi vì nó ngọt và nó nồng. Đó. Thế nhưng khi mà đi qua đi lại này thì mình đánh giá rất là cao mùi hương này,
Bởi vì nó sẽ để lại những cái gọi là những cái ấn tượng và những cái tò mò khi mà mọi người ngửi thấy mùi hương này, bởi vì nó khá là quyến rũ. Ok. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng xem phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào. Mình có mùi hương của chai nước hoa này, các bạn có thể ngửi và cho mình xin ý kiến là các bạn thấy mùi hương này như thế nào nhá. Thấy có hiểu đây. Hơi nam tính ạ. Nó có nồng quá hay là nó bình thường, các bạn thấy thế nào? Theo em thì cảm thấy hơi nồng. Hơi nồng, còn bạn thì sao? Nếu mà từ 1 đến 10 các bạn sẽ cho chai nước hoa là bao nhiêu điểm? Em thì 6 điểm, còn bạn? 5 điểm. Rồi mình cảm ơn nhá. Ok, mình có mùi hương của chai nước hoa này ấy. Thì các bạn có thể ngửi và cho mình ý kiến là các bạn thấy thích hay không thích mùi hương này. Đây các bạn ngửi đây nhá. Bạn thấy thế nào? Có nồng quá không? Có nồng ạ. Nồng ạ. Hơi nồng ạ. Có nghĩa là nó hơi gây khó chịu khi mà ngửi. Nếu mà pha khoảng thì là chắc là thích ạ. Pha khoảng thì là thích. Ok. Thế mà từ 1 đến 10 các bạn sẽ cho mùi hương này là mấy điểm? Chắc chỉ là 7 điểm. 7 điểm ạ. Còn bạn thì sao? Bạn không định mấy à? Nếu mà như thế chắc là bạn sẽ cho điểm thấp đúng không? Rồi mình cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn lại bạn rất nhiều. Các bạn có thể thấy cái phản ứng của các chị em khi được ngửi mùi hương của chai Imitus này là không quá tích cực, không quá ấn tượng. Thích nhưng không phải là quá thích, và thậm chí là có người còn ghét đó. Như mình, như cái cảm nhận của mình đã nói ở ngay đầu video, cái mùi hương của chai nước hoa này nếu như mà để ngửi một phát thẳng vào mũi của mình thì bản thân mình cũng không thích. Thế nhưng mà khi mà mình đi qua đi lại phảng phất lại thì mùi hương này khá là hay đó. Mùi hương này mình cảm thấy để đi chơi và đặc biệt đi bar. Open Gangnam Style. Gangnam Style là rất thích hợp. Đi học và đi làm thì không nên, bởi vì tính chất mùi hương này khá là mạnh. À, còn cả đi biển nữa. Bởi vì trong những ngày hè đầy sôi động thì mùi hương này cũng rất là phù hợp để các bạn xịt trong những cái đêm hè có vui chơi, có tiệc tùng trên bãi biển thì mùi hương này nó cũng rất là hợp. Đó. Mùi hương của chai nước hoa này thì cũng khá là hợp với các bạn teen. Ví dụ như tầm từ 22, 23 là các bạn có thể dùng chai nước hoa này. Biết là sao, các bạn nên chọn những cái dịp dùng mà nó phù hợp đó. Về độ lưu hương thì mình không biết là đối với mọi người thế nào, nhưng trên da của mình đánh giá nó khá là tốt. Tầm từ khoảng 6 đến 8 tiếng. Và độ tỏa hương thì cũng trong đối với trên da của mình là trong vòng một cánh tay đó. Cũng không phải là quá là dễ bị gây khó chịu khi mà ở đối đến khi mà đứng xung quanh với mọi người đó. Thì đánh giá tổng quan của chai nước hoa này của mình, mùi hương của chai nước hoa này nó không tệ đó. Nếu như các bạn biết sử dụng nó vào đúng dịp, ví dụ như là đi tiệc tùng, đi bar chẳng hạn, thì đây là mùi hương rất là có giá trị, nó sẽ giúp cho các bạn ghi điểm rất là nhiều. Và nhược điểm của chai nước hoa này, thực sự mà nói, nó có thể gây ấn tượng nhưng nó cũng có thể rất là nhanh chán. Bởi vì là mùi hương của chai nước hoa này nó không phải là quá đặc biệt đó. Nó có thể là hay nhưng không phải là quá đặc biệt. Các bạn có thể tìm thấy mùi hương này ở rất là nhiều chai, ví dụ như Versace, Dylan Blue hoặc là Dior Sauvage, cũng có một cái nét gì đó là đá. Do đó mùi hương của chai nước hoa này có thể là dễ bị gây chán, nhàm chán cho các bạn đó. Thì trên đây là những cái tổng quan, những cái đánh giá của mình, những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Park Urban Invictus. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.